Tiểu sử gia đình. Nữ sĩ Nguyễn Thị Thanh là con gái đầu lòng của cụ Nguyễn Sinh Sắc và cụ Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm Giáp Thân 1884, mất năm Giáp Ngọ 1954. Bà là chị gái của Bác Hồ, sinh ra tại làng Hoàng Trù, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vốn được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nho giáo, nguồn gốc nông dân, và ngay từ thuở nhỏ, bà đã được tiếp thu vốn truyền thống yêu nước thương người của cả hai bên gia đình nội ngoại. Tuy không được đi học trường chữ Hán, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh cũng tự trang bị cho mình được vốn kiến thức Hán học khá uyên thâm. Đặc biệt, bà có vốn hiểu biết về nền y học dân tộc, và bà đã áp dụng vốn hiểu biết của mình để cứu chữa bệnh cho nhiều người. Năm bà Nguyễn Thị Thanh được 11 tuổi, năm 1895, thân sinh của bà là ông Nguyễn Sinh Sắc vào kinh thành Huế dự thi, đã ngỏ ý nhờ mẹ cô vào cùng hỗ trợ. Bà Hoàng Thị Loan vâng lời chồng, đã đưa hai em của bà vào kinh thành Huế, gửi lại bà cho bà ngoại là Nguyễn Thị Kép nuôi dưỡng. Lúc này, bà ngoại đã ngoài 60, dì của bà là Hoàng Thị An đã lấy chồng, nên một mình bà lo toan, đỡ đần bà ngoại trong hầu hết các công việc gia đình. Đến năm bà được 17 tuổi, năm 1901, thì mẹ mất vì bạo bệnh sau khi sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Xin được mấy tháng. Lúc này, cha của bà đưa cả ba con về lại quê Nam Đàn cậy nhờ. Do lo lắng việc nước nên ông thường xuyên đi đó đây để tìm những người đồng chí cùng chí hướng, luận bàn thời cuộc. Một tay bà Nguyễn Thị Thanh vừa lo quán xuyến công việc trong gia đình, vừa chăm sóc các em là Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung, cùng với đứa em mới chào đời là Nguyễn Sinh Xin còn đang khát sữa mẹ. Nhưng do đau ốm, một thời gian ngắn sau, người em út của bà cũng qua đời. 2. Cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Thanh. Đến năm 1906, khi bà Thanh lúc này đã được 22 tuổi, thì ông Nguyễn Sinh Sắc quay trở lại Huế nhận chức thừa biện bộ lễ. Bà xin phép cha được ở lại quê nhà trông nom nhà cửa vườn tược. Và cũng từ thời gian này, bà bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước cùng với đội quyên, ấm võ. Bà có tên khác là Bạch Liên Nữ Sĩ. Bà hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu. Vốn dĩ, bà Nguyễn Thị Thanh là một người con gái tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đảm đang, thông minh, nên những người theo đuổi muốn kết nghĩa trăm năm với bà đếm không xuể. Đa phần đều xuất thân dòng dõi, giàu có, đã đậu tú tài hoặc cử nhân, nhưng bà đều khéo léo từ chối để chuyên tâm hoạt động với công việc cứu nước. Bà Thanh có mối liên hệ chặt chẽ với nhà yêu nước Phan Bội Châu. Từ khi bà hoạt động trong đội quyên, đội phấn, bà phụ trách liên lạc, quyên góp tiền cho nghĩa quân và phong trào Đông Du. Năm 1910, trong một chuyến đi liên lạc với nghĩa quân, bà bị thực dân Pháp đón bắt ngay giữa đường. Bà đã nhanh chóng thủ tiêu tài liệu mang theo. Không thu được bằng chứng, nhưng chúng vẫn bắt giữ bà, dùng hết mọi thủ đoạn tra tấn dã man để khai thác tài liệu bí mật. Chúng lột trần bà, ngâm vào bể nước lã từ sáng đến trưa khi mà nhiệt độ ngoài trời hạ xuống 7-8 độ. Không khuất phục được người con gái kiên trung, chúng lại sai lính lấy nước đá đập nhỏ bỏ vào bể nước, tiếp tục ướp bà đến chiều. Vậy mà bà nhất định không khai. Nhờ lòng yêu nước, ý chí kiên cường, trung kiên mới giúp bà vượt qua được tất cả khổ nhục trần gian như thế. Không tìm được bằng chứng buộc tội, sau đó định buộc phải thả bà. Tòa khâm sứ Trung Kỳ đã lập hồ sơ ký hiệu A11667 để theo dõi bà. Ra tù, bà lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Bà mở một quán cơm bình dân ở ngay gần thành Vinh, người dân hay gọi là quán cơm cô Thanh. Mục đích chính của bà là để tiếp cận lính Khấu Xanh đang đóng ở đó nhằm khai thác bí mật của thực dân Pháp và mua vũ khí để tiếp tế cho nghĩa quân đội phấn, đội quyên. Ngày 5 tháng 2 năm 1918, bà Nguyễn Thị Thanh phối hợp với Nguyễn Kiên tổ chức lấy trộm súng trong doanh trại lính Khấu Xanh đóng tại thành phố Vinh. Bị phát giác nên bà Nguyễn Thị Thanh bị bắt và nhốt vào nhà tù tra tấn dã man. Tổng đốc An Tĩnh lúc đó là Tôn Thất Đạp, y đã phải thốt lên kinh ngạc: người ta chừa đẻ ra con, còn mày chừa đẻ ra súng. Ngày 19 tháng 2 năm 1918, khâm sứ Trung Kỳ ký lệnh bắt giam bà và mở tòa xét xử. Bà phải chịu án đánh 100 roi và tù khổ sai 9 năm, đày đi 3.000 dặm. Ngày 2 tháng 12 năm 1918, bà Nguyễn Thị Thanh bị đày và giam vào nhà lao Quảng Ngãi. Án sát tỉnh Quảng Ngãi lúc đó là Phạm Bá Phổ, có người vợ bị bệnh đau ở vú, không cho con bú được dù đã được cố gắng cứu chữa.
thương người phụ nữ bị bệnh, bà Nguyễn Thị Thanh đã chữa cho. Ít ngày sau bệnh khỏi, dòng sữa con bú được phục hồi. Chính điều này đã làm Phạm Bá Phổ rất nể bà. Thấy bà Thanh là người vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, Phổ muốn đưa về nhà riêng làm hành dịch và dạy học cho con cái. Dù quy chế của thực dân Pháp và triều đình Huế cấm việc đó, nhưng người anh kết nghĩa của Phạm Bá Phổ là Xô, đứng đầu mật thám Trung Kỳ, đã cho phép Phổ đưa bà Thanh từ nhà tù về ở trong nhà Phạm Bá Phổ. Phạm Bá Phổ đã đón bà về nhà riêng, làm gia nhân kiêm gia sư cho con trai đầu của mình là Phạm Bá Nguyên. Nhờ khả năng cảm hóa và thuyết phục của mình, bà đã giác ngộ cho Phạm Bá Nguyên. Tính cách con người Nguyên được ảnh hưởng khá nhiều từ phương pháp dạy dỗ của bà Thanh. Phạm Bá Nguyên sau này trở thành một đảng viên ưu tú đầu tiên ở chi bộ đảng của Huế. Vào năm 1922, Phạm Bá Phổ được triều đình Huế thăng cho làm tham chi bộ hình. Bà Nguyễn Thị Thanh cũng đi theo. Ở đây, bà đã đem hài cốt của mẹ mình về cải táng tại Nghệ An. Tháng 9 năm 1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bước vào cao trào, thực dân Pháp ra lệnh cách chức Tổng đốc An Tĩnh của Nguyễn Khoa Kỳ, bổ nhiệm Phạm Bá Phổ ra thay thế nhằm trấn áp phong trào cách mạng ở xứ Nghệ. Làng Sen, quê hương bà là một trong những địa điểm bị chú ý. Phạm Bá Phổ đã về tận làng để trấn áp những người cách mạng. Với lòng dũng cảm và lòng yêu mến quê hương tha thiết, bà đã lặn lội về quê tìm cách thuyết phục, can ngăn, buộc Phạm Bá Phổ không thực hiện được ý đồ. 3. Chuyến di chuyển hài cốt mẹ về quê nhà đầy hiểm nguy. Trong thời gian được chuyển ra Huế cùng gia đình Nguyễn Bá Phổ, khoảng tháng 10 năm Nhâm Tuất 1922, nữ sĩ Bạch Liên suy nghĩ nếu cứ để mẹ mình đơn côi xa quê hương 400 km thì lòng dạ bà không yên, nên bà đã tìm cơ hội cùng với mấy người bạn gái thân thiết bí mật đưa hài cốt mẹ về quê. Đây quả là chuyến đi mạo hiểm gian nguy, bởi bà vẫn đang trong thời gian bị quản thúc ở Huế. Nếu trên đường đi mà bị phát hiện thì tính mạng của bà sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ đã không thể ngăn cản được bà. Bà đã đào lấy hài cốt của Loan, dùng nước thơm từ gỗ quý rửa sạch, gói vào tấm lụa đẹp, cho vào túi giấm tay nại của khách bộ hành, rồi đi bộ theo đường Thiên Lý Nam Bắc. Cứ ngày đi tối nghỉ, khi vào nhà ai ngủ nhờ thì túi hài cốt treo ngoài bụi rậm. Trước đó, hài cốt đã được tẩm nước trầm hương nên các loài động vật dù có khứu giác nhạy bén như chó cũng không thể đánh hơi được. Dòng dã hơn 2 tuần mới về đến quê hương Kim Liên. Quả thật với tập tục hồi đó thì đưa một bộ hài cốt đi xa là điều không dễ dàng gì, chưa nói đến thân phận bà Thanh lúc đó đang bị quản thúc. Chuyến đi bí mật đầy dẫy hiểm nguy đã thành công tốt đẹp nhờ trí thông minh và dũng khí mãnh liệt vượt qua bao cửa ải giặc của người con gái chí hiếu, được bà con lối xóm đánh giá là một việc làm phi thường lúc bấy giờ. 4. Luôn mang bên mình kỷ vật của mẹ. Tháng 3 năm 1924, bà gửi thư cho em trai là Nguyễn Tất Thành nhưng bị mật thám Trung Kỳ giữ lại. Tháng 1 năm 1926, bà gửi thư cho toàn quyền Đông Dương và khâm sứ Trung Kỳ đòi ân xá cho vua Thành Thái và Duy Tân đang bị giam giữ. Khi Phan Bội Châu bị đưa về giam ở Bến Ngự, thỉnh thoảng bà đến để động viên cụ giữ vững ý chí cách mạng, cảnh giác với kẻ thù. Bà xót xa ứng khẩu hai câu thơ tặng cụ Phan: Tây phong nhất dạ linh nhân lão, điêu tận châu nhan bạch tận đầu. Ý là: ngọn gió Tây thổi một đêm làm người ta già đi, tàn cả dung nhan, bạc cả đầu. Cũng năm 1926, bà Thanh cùng em là ông Nguyễn Sinh Khiêm lên hoạt động ở vùng Sơn Quả, Cổ Bi. Cuối năm 1929, nghe tin cụ Nguyễn Sinh sắp qua đời ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, bà vào đây để cảm ơn bà con đã lo toan chu tất cho cha mình. Sau đó, bà trở về Kim Liên báo tin cho bà con hai họ biết việc tang. Tháng 9 năm 1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp, bà đã dũng cảm đứng ra thuyết phục, ngăn Phạm Bá Phổ không thực hiện việc đốt phá làng Sen. Sau năm 1930, bà Thanh chuyển về Nam Dương. Từ năm 1937 đến năm 1938, bà chuyển về Phú Lễ sinh sống bằng nghề bốc thuốc chữa bệnh và dạy chữ Hán. Ngày 18 tháng 9 năm 1940, bà rời Huế về sống với dì là Hoàng Thị An tại làng Nguyệt Quả, Nam Đàn. Sau đó, thực dân Pháp đưa bà lên thị trấn Sa Nam, giao cho chi huyện Đinh Nho Bằng quản lý. Tại đây, bà ở trong một túp lều tranh gần chợ, làm nghề bắt mạch, bốc thuốc, chữa bệnh cho dân. Sau này khi đã có tuổi, bà yên phận ở quê nhà. Nhà văn Sơn Tùng,
thương binh 1/4, người có nhiều tác phẩm rất hay và chi tiết về Bác và gia đình Bác, là người có nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện thân tình với bà Nguyễn Thị Thanh. Ông có thắc mắc, không thấy bà Thanh ăn trầu, mà sao lúc nào cũng giữ ông Bình Vôi bên cạnh, thì được bà trả lời. Ông Bình Vôi này là vật thiêng của mẹ O để lại. Năm 1922, sau lúc O được ra tù, O đã đi vào Huế, bí mật đưa hài cốt mẹ O về Nam Đàn. Khi mẹ O qua đời, O không có mặt để chịu tang, chỉ có mình cậu Thành và em út. Nay khi bốc mộ mẹ, O mới biết ngày chôn cất mẹ O, bà con ở thành nội đã chôn theo chiếc bình vôi mà thường ngày mẹ O lấy vôi để ăn trầu. Nay cải táng, bác cả Khiêm lo việc phần mộ, O xin giữ lại chiếc bình vôi này để O đỡ nhớ mẹ, bỏ những ngày không được ở bên mẹ O. Cháu biết không, khi mẹ O ở Huế, cha mẹ O phải để O về Nam Đàn chăm sóc ông bà ngoại. O xa mẹ, O nhớ lắm cháu ơi. Ai không được gần mẹ thiệt thòi lắm cháu ạ. Những câu nói day dứt mà thấm thía đến thế của một người con với thuở niên thiếu sống xa mẹ, lớn thì mất mẹ sớm, thèm hơi ấm mẹ, thèm ở cạnh mẹ, sao mà chua xót đến thế.